không đua được với kinh đâu. Đua sao được. Mày có ướt đảo không anh? Ướt chứ. Sập xình, sập xình. Đẹp không? Tùng hôn núi đất ăn đất kéo được toàn đá.
Cháu lăn bùa xoài rồi vẫn quay. Cập kênh ấy nhỉ. Thấy đúng quốc lộ không? Không thấy quốc lộ được nhỉ? Anh ta bảo gì? Hả? À.
Có thiếu người nào không? Đây có dâu da nhỉ? Quả dâu da, 3 chén thuốc. Sao một này có quả nhỉ? Công về Hà Giang hay về Vị Xuyên? Hà Giang, Vị Xuyên. Hôm nay vẫn đi công tác chứ? Mà giờ đi người mồ hôi hôi dình đến đến đấy làm gì? Chính thức. Đấy, xe lại nắng rồi. Ai đi đây. Nhau thế này đỡ mệt hơn nhau trên kia thế chứ nhỉ? Ừ. Có động lực. Nhìn thấy tí gái là leo khỏe hẳn. Vừa không có gái đi leo có thật mệt thật. Chú vợ anh nói em không tin.